đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Năm, ngày 31 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài Từ trong tuổi nhục rủ bùng đứng dậy sáng loa. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2023, ngày 30 tháng 8, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc Cao Sương Bá làm trưởng đoàn công tác đến trao nhà đại đoàn kết đợt 2 năm 2023 cho các gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố. Đợt này đoàn đã trao 3 căn ở phường Châu Phú B, 3 căn ở phường Vĩnh Mỹ và 1 căn ở xã Vĩnh Châu. Mỗi căn nhà có diện tích từ 32 đến 45 mét vuông. Kết cấu căn nhà gồm khung tiền chế hoặc gỗ, mái tôn, vách tôn, sàn lát gạch do ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam và công ty QXQ.INC Hoa Kỳ hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng trên một căn. Tại các gia đình, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cấp ủy Đảng chính quyền địa phương chúc mừng và ân cần thăm hỏi đời sống, động viên tinh thần các gia đình. Đồng thời khẳng định việc trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các nhà hảo tâm đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Nhận được nhà mới, các gia đình cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền các cấp giúp gia đình được mái ấm khang trang, yên tâm lao động, ổn định cuộc sống. Các gia đình hứa chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, phấn đấu, thoát nghèo. Ngày 29 tháng 8 năm 2023, Phường Vĩnh Quân phối hợp với các phòng ban ngành đoàn thể thành phố Châu Đốc tổ chức buổi truyền thông đối thoại trực tiếp đối với các hộ cận nghèo thoát nghèo cuối năm 2022 sau khi nghe lãnh đạo phường vĩnh quân quán triệt mục đích yêu cầu thông tin các chính sách giảm nghèo hỗ trợ cho các hộ cận nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo các hộ đề xuất một số vấn đề liên quan về hỗ trợ bảo hiểm y tế tạo việc làm cho người dân các ý kiến đã được lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể thành phố và lãnh đạo phường ghi nhận tiếp thu và trả lời tại buổi đối thoại Tính đến nay, trên địa bàn phường Vĩnh Quân còn 3 hộ nghèo, 52 hộ cận nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2023, không còn hộ nghèo và giảm 21 hộ cận nghèo. Thông qua buổi đối thoại giúp lãnh đạo địa phương nắm bắt kịp thời những tâm tư, nhu cầu, nguyện vọng của các hộ cận nghèo để có hướng giúp đỡ thiết thực hiệu quả, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ cận nghèo trên địa bàn phường thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ phường châu phú b đã triển khai xây dựng mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn phường được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên phụ nữ qua thời gian tuyên truyền vận động, đến nay hội đã thành lập và ra mắt 7 tổ nuôi heo đất tiết kiệm, tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn phường với 185 thành viên. Mô hình này được xem là giải pháp hỗ trợ tài chính cho người dân, hàng ngày tiết kiệm một số tiền nhỏ nhằm tích lũy để có thể tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng cách bỏ ống heo đây là mô hình hết sức thiết thực phù hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh tế của hội viên phụ nữ địa phương qua đó cũng giúp cho các chị em nâng cao nhận thức về quyền và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng cho bản thân gia đình và xã hội khi không may rủi ro xảy ra mô hình này góp phần nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong toàn phường Ngày 29 tháng 8, phường đoàn Châu Phú B trao tặng 50 lít xăng cho câu lạc bộ ứng cứu bản đường thành phố Châu Đốc từ nguồn hỗ trợ của cây xăng Trương Dung 7 hỗ trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của phường đoàn. Sự hỗ trợ là nguồn động viên lớn cả về vật chất và tinh thần đối với câu lạc bộ ứng cứu bản đường. Với mong muốn hỗ trợ, chia sẻ và tiếp sức cho các tình nguyện viên, tiếp tục hành trình tình nguyện giúp đỡ người đi đường đêm khuya gặp sự cố như xe hư hỏng, bể bánh hay hết xăng. Ngày 30 tháng 8, Phường đoàn Vĩnh Mỹ tổ chức buổi lễ ra mắt công trình thanh niên mô hình số quá khu di tích lịch sử Miếu Dệ Thủy. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch hè tình nguyện năm 2023, kỷ niệm 20 năm thành lập Phường Vĩnh Mỹ. Miếu Dệ Thủy là cơ sở tín ngưỡng dân gian, gắn liền với hai nhân vật lịch sử Chánh Phó Dệ Thủy, Đỗ Đăng Tào và Lê Giang Xanh, tọa lạc tại khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh theo quyết định số 2307 trên quy đề UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Quỹ ban Nhân dân tỉnh An Giang. Mô hình số quá khu di tích lịch sử miếu dễ thủy nhằm truyền tải thông tin, giới thiệu di tích có giá trị lịch sử văn hóa truyền thống trên địa bàn phường thông qua việc lắp đặt mã QR code. Các hình ảnh nội dung giới thiệu về miếu dễ thủy đều được phiên dịch song ngữ Việt Anh. Nhân dịp này, phường đoàn Vĩnh Mỹ cũng đã trao 23 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường từ nguồn hỗ trợ của chi đoàn khối đảng và chi đoàn ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Việt Tinh Băng, Chi Nhánh, Châu Đốc. Ngày 30 tháng 8 năm 2023, phường Vĩnh Quân tổng kết diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023. Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ phường Vĩnh Quân đã hoàn thành nội dung chương trình đã hoàn thành nội dung chương trình theo đúng kế hoạch đề ra. Các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm chỉ thị diễn tập của cấp trên, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị cũng như thực hành diễn tập. Các nội dung diễn tập bám sát tình hình thực tế, nhiệm vụ của địa phương và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Thông qua cuộc diễn tập giúp cho các cấp, các ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng vũ trang địa phương nâng cao nhận thức trách nhiệm, vai trò tham mưu và khả năng tác chiến khi có tình huống xảy ra. Dịp này, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Ngôn khen thưởng 4 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp phường năm 2023. Ngày 30 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIVS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh An Giang tổ chức hội nghị phát động đăng ký xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIVS, tai nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Bình đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được cũng như công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, cấp ủy chính quyền các địa phương, các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo thủ trưởng cơ quan tổ chức từ tỉnh đến cơ sở càng nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xác định việc xây dựng phát triển phong trào là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải triển khai thực hiện thường xuyên theo đó các ngành địa phương đơn vị khi ban hành các chủ trương biện pháp kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự phù hợp đặc điểm địa bàn dân cư lĩnh vực ngành nghề nhất là phải hợp lòng dân vừa sức dân vì lợi ích của nhân dân đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch số 10 trên KHBCDCAT ngày 8 tháng 2 năm 2023 của Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm HIVS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh về xây dựng xã phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chú trọng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng các hình thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư các cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục đồng thời quan tâm lãnh chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng công an xã chính quy toàn diện đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở xây dựng lực lượng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị Dịp này, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIVS, tai nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh An Giang đã triển khai đề án xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị và kế hoạch xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này cùng với các địa bàn khác trong toàn thành phố Châu Đốc, cán bộ chiến sĩ công an phường Châu Phú A đang nỗ lực từng ngày từng giờ tăng ca, tăng thời gian, thu nhận hồ sơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân làm thủ tục cấp căn cứ công dân gắn chip nhằm nhanh chóng hoàn thành mục tiêu 100% công dân trên địa bàn trong độ tuổi theo quy định được cấp căn cước công dân. Với tinh thần làm hết việc không làm hết giờ vì nhân dân phục vụ. Bên cạnh việc bố trí cán bộ chiến sĩ làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Châu Phú A từ 7 giờ sáng đến 17 giờ để đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID cho nhân dân, Công an phường Châu Phú A còn phối hợp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ dân phố, đoàn thanh niên, hội phụ nữ phường thành lập các tổ công tác lưu động xuống các khóm chợ, trực tiếp tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho từng người dân. Tính từ ngày 23 tháng 8 đến nay, Công an phường cho phố A đã triển khai cấp trên 2.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thời gian tới, Công an phường cho phố A tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng VNEID, cách thức đăng ký tài khoản, trên cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến nhằm cung cấp kiến thức và hỗ trợ người dân tiếp cận thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra nhận định về ảnh hưởng của cơn bão Saola đang mạnh cấp 15-16, giật cấp 17 đối với đất liền nước ta trong dịp lễ 2 tháng 9. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 30 tháng 8, vị trí tâm bão sao la ở vào khoảng 20,2 độ dĩ Bắc, 121,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10 đến 15 km trên một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão Sao La di chuyển bắc tây bắc khoảng 10 đến 15 km trên giờ, di chuyển vào biển Đông trong chiều và tối ngày 30 tháng 8. Trong từ 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển tây tây bắc khoảng 10 km trên giờ, 48 đến 72 giờ di chuyển tây khoảng 10 km trên giờ. Cùng với hoạt động của cơn bão Sao La thì lúc này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách bão Sao La khoảng 1.500 km về phía đông cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác có tên quốc tế là Hai Cui. Bão Hai Cui hiện có cường độ cấp 10, dự báo giữa hai cơn bão sẽ có tương tác khiến cho đường đi của hai cơn bão, trong đó có cơn bão Sao La, sẽ có những diễn biến phức tạp. Về câu hỏi liệu bão Sao La có gây thời tiết xấu trên đất liền nước ta trong dịp lễ 2 tháng 9 hay không, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong ngày hôm nay 30 tháng 8, hoàng lưu bão sẽ ảnh hưởng tới vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gây ra gió mạnh cấp 6, từ chiều và đêm 30 tháng 8 mạnh lên cấp 7-8, dùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, sau tăng lên cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao từ 6 đến 8 m biển động dữ dội. Từ đêm 30 tháng 8, khu vực phía đông bắc và bắc biển đông có mưa bão bão Sao La nhiều khả năng là cơn bão thứ ba hoạt động trên Biển Đông trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, khả năng bão Sao La ảnh hưởng gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực gian biển và đất liền nước ta là không cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, Đêm qua và sáng sớm nay 30 tháng 8, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa dừa, mưa to. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa dừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Chiều và đêm 30 tháng 8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông cục bộ, có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Thời tiết dịp nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9 trên cả nước về cơ bản là tốt, có nắng đẹp, mưa dông xảy ra cục bộ, với thời gian mưa ngắn, kết thúc nhanh. Khu vực trung bộ có thể có nắng nóng nhẹ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức cá nhân sai phạm trong hoạt động khoáng sản. Nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, xử lý ngay các tồn tại hạn chế vi phạm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau đây. Về Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo đơn vị trực thuộc có chức năng thực hiện ngay việc đo đạc, kiểm tra địa hình đáy sông, đánh giá trữ lượng còn lại của tất cả các khu mỏ cát sông, dự án nạo vét thông luồng hoặc nạo vét chính trị dòng chảy, kết hợp thu hồi khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện, đảm bảo tính đúng đắn chính xác của số liệu, dữ liệu, nội dung phải tuân thủ quy chuẩn và quy định pháp luật. Kết quả báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 9 tháng 9 năm 2023. Thực hiện báo cáo về quy trình cấp giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản nạo vét chỉnh trị dòng chảy kết hợp thu hồi khoáng sản đồng thời khẩn trương kiểm tra rà soát các giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản đã cấp và các quyết định văn bản cho phép thu hồi khoáng sản trong quá trình thực hiện các dự án nạo vét thông luồng hoặc nạo vét chỉnh trị dòng chảy kết hợp thu hồi khoáng sản trên địa bàn tỉnh để đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật đề xuất chấm dứt việc khai thác khoáng sản đối với các khu vực không đủ điều kiện kết quả báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 9 năm 2023 Khẩn trương rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ nguồn vật liệu xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các công trình trọng điểm của tỉnh. Kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 9 năm 2023. Rà soát yêu cầu các cơ sở khai thác khoáng sản đã hết hạn giấy phép khai thác khoáng sản thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ, bàn giao đất cho địa phương quản lý sử dụng để nhanh tiến độ thực hiện các kiến nghị theo kết luận số 15.222 trên KLTTCB ngày 6 tháng 7 năm 2023 của Thanh tra Chính phủ về công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản phải lắp đặt camera trên từng phương tiện khai thác để kiểm soát sản lượng khối lượng cát tại mỏ khai thác đơn vị vận chuyển phải cung cấp số liệu từng phương tiện xà lan đã đăng ký vận chuyển các phục vụ công trình, dự án cụ thể và phải lắp đặt định vị có đường truyền về máy chủ đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như phân quyền truy cập cho lực lượng làm nhiệm vụ giám sát kiểm tra. Yêu cầu chủ đầu tư các dự án sử dụng ngân sách nhà nước được cung ứng vật liệu phối hợp kiểm tra được cung ứng vật liệu, phối hợp kiểm tra khối lượng cát đến công trình, có báo cáo hàng tháng về Sở Tài nguyên và Môi trường để đối chiếu số liệu với sản lượng cung cấp từ các mỏ, đảm bảo lượng cát cung cấp đến công trình đúng khối lượng và đúng địa chỉ, không để thất thoát ra ngoài. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát, yêu cầu các chủ mỏ, nhà đầu tư thực hiện nghiêm việc cung cấp vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định. Khi phát hiện nguồn vật liệu được cung cấp cho các công trình khác hoặc bán ra thị trường không đúng quy định thì đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, dừng dự án nạo vét thông luồng hoặc nạo vét chỉnh trị dòng chảy, kết hợp thu hồi khoáng sản. Thực hiện quản lý chặt chẽ công suất sản lượng khai thác, trữ lượng mỏ khoáng sản, thường xuyên kiểm tra địa hình đáy sông của các khu vực mỏ, dự án nạo vét thông luồng hoặc nạo vét chỉnh trị dòng chảy để kịp thời tham mưu đề xuất việc điều chỉnh giấy phép, đóng cửa mỏ, dừng dự án và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Về công an tỉnh, thực hiện hiệu quả quyết định số 370 trên quy đề UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về khoáng sản trên đường thủy nội địa tỉnh năm 2023 chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy, cảnh sát môi trường và cảnh sát kinh tế phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và quỹ ban nhân dân cấp quyện kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển kinh doanh tiêu thụ, tàn trữ khoáng sản không đúng quy định. Về cục thuế tỉnh phối hợp với sở tài nguyên và môi trường và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra quá đơn chứng từ đối với các đơn vị chủ mỏ, nhà đầu tư mà nguồn vật liệu được xác định cung cấp cho công trình sử dụng ngân sách nhà nước đồng thời kiểm tra đối chiếu sản lượng khoáng sản kê khai, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nộp lại các loại thuế, nộp lại các loại thuế phí của các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo thu đúng thu đủ theo quy định. Kiểm tra sổ sách chứng từ tài liệu về tài chính và các số liệu giấy tờ liên quan làm căn cứ xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế. Yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, xử lý nghiêm các vi phạm về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật. Về Sở Giao thông vận tải, thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về quy trình đối với các dự án nạo vét thông luồng kết hợp thu hồi khoáng sản, tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo việc tuân thủ thiết kế đối với các dự án nạo vét thông luồng kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ngừng việc thực hiện đối với các dự án không đảm bảo điều kiện, yêu cầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Về đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của tất cả các tổ chức cá nhân được phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là các vấn đề về ranh giới độ sâu, trữ lượng mỏ, quá đơn chứng từ mua bán kê khai thuế nhằm kiểm soát sản lượng khai thác hàng năm. Việc cung cấp vận chuyển tiếp nhận nguồn vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, không để xảy ra tình trạng lợi dụng bán ra ngoài thị trường, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát đối với các địa bàn còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép trái phép, qua đó kịp thời phát hiện xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, không để xảy ra thất thoát lãng phí về Ủy ban nhân dân các quận thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý đối với các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được phê duyệt tại quyết định số 761 trên quy đề UBND ngày 15 tháng 4 năm 2018 và quyết định số 1697 trên quy đề UBND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Quỹ ban nhân dân tỉnh Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại chỉ thị số 11 trên CTUBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. Chỉ thị số 1495 trên CTUBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản các sông các núi trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các sở ban ngành, đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh và các địa phương liên quan, thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản, nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh, khu vực biên giới, đặc biệt là khoáng sản cát sông làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chủ phương tiện có lắp đặt thiết bị bơm hút cát tự tháo dỡ kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu, nhất là cấp xã, khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không phép kéo dài trên địa bàn quản lý. Ngày 30 tháng 8, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần và An Giang Nguyễn Văn Huấn cho biết, để đảm bảo nhu cầu đi lại của khách hàng được trật tự an toàn thông suốt trong dịp lễ quốc khánh, doanh nghiệp sẽ tăng cường phục vụ trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 1 đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2023. Theo đó bến phà Châu Giang nối thành phố Châu Đốc với thị xã Tân Châu, bố trí 5 phà, 2 phà 150 tấn, 3 phà 100 tấn, hoạt động thường xuyên 4 phà, lúc cao điểm hoạt động 5 phà. Bến phà Tân Châu nối bờ Tân Châu An Giang và Hồng Ngự Đồng Tháp, bố trí 3 phà, 2 phà 100 tấn và 1 phà 60 tấn. Bờ Tân Châu hoạt động thường xuyên 2 phà, lúc cao điểm hoạt động 3 phà. Phía bờ Hồng Ngự, phía Đồng Tháp bố trí phương tiện tương tự. Bến phà Năng Gầu nối huyện Châu Phú và huyện Phú Tân, bố trí 4 phà, 2 phà 100 tấn, 2 phà 60 tấn, hoạt động liên tục 4 phà. Bến phà Thuận Giang nối huyện chợ mới và huyện Phú Tân, bố trí 4 phà, 2 phà 100 tấn, 2 phà 60 tấn, hoạt động thường xuyên 3 phà, lúc cao điểm hoạt động 4 phà. Bến phà Mương Ranh nối huyện Châu Thành và huyện chợ mới, bố trí 4 phà 60 tấn, hoạt động thường xuyên 3 phà, lúc cao điểm hoạt động 4 phà. Bến phà Trà Ôn nối thành phố Long Xuyên qua xã Mỹ Hòa Hưng bố trí 5 phà, 4 phà 60 tấn, 1 phà 30 tấn. Hoạt động thường xuyên 3 phà, lúc cao điểm hoạt động 4 hoặc 5 phà. Bến phà Ôn Môi nối thành phố Long Xuyên qua xã Mỹ Hòa Hưng bố trí 2 phà 30 tấn, hoạt động thường xuyên. Bến phà An Hòa nối thành phố Long Xuyên và huyện chợ mới bố trí 6 phà, trong đó có 4 phà 200 tấn, 2 phà 100 tấn hoạt động thường xuyên 5 phà, lúc cao điểm hoạt động 6 phà. Bến phà dầm cống, nói An Giang, Đồng Tháp, bố trí 4 phà, 1 phà 100 tấn, 3 phà 60 tấn, hoạt động thường xuyên 2 phà, lúc cao điểm hoạt động 3 hoặc 4 phà. Ban giám đốc công ty cổ phần phà An Giang yêu cầu các xí nghiệp phà, tổ chức nhân sự, phương tiện, phục vụ bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế đến mức thấp nhất thời gian chờ của khách, đồng thời kiểm tra bảo dưỡng, vệ sinh sạch đẹp trụ sở, bến bãi, nhà chờ, cầu dẫn, phương tiện sửa chữa khắc phục những hư hỏng để đảm bảo hoạt động tốt và an toàn trong quá trình phục vụ. Hiện nay, thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ hàng ngày dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C là điều kiện thuận lợi phát sinh bọ gậy và mũi. Kết hợp với việc đã có nhiều ổ dịch sốt xuất huyết với nhiều ca mắc trên địa bàn, mật độ quần thể mũi truyền bệnh tiếp tục duy trì ở mức cao. Ngoài sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, bệnh thủy đậu, tay chân miệng cũng có nguy cơ bùng phát. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc cho biết, từ đầu năm 2023 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận 118 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 69 ổ dịch, 81 trường hợp mắc tay chân miệng và 12 ổ dịch để chủ động phòng chống dịch bệnh, các địa phương cần tăng cường theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh ổ dịch. Đặc biệt hiện nay học sinh đang bước vào ngày tự trường năm học mới, trùng với thời điểm bệnh tay chân miệng tăng mạnh vào khoảng tháng 9 tháng 10 hàng năm, các chuyên gia y tế khuyến cáo. Ngoài sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn, cần sự chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh từ sớm từ xa của mỗi cá nhân và tập thể. Thông qua kênh truyền thông của nhà trường, nâng cao ý thức phòng bệnh cho học sinh, cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục, cũng như tài hộ gia đình, cộng đồng. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm của đảng và nhà nước vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện hiện nay bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với các ngành liên quan các địa phương tích cực triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành các cấp của người lao động và người dân trên địa bàn về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được biết khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện người tham gia được hưởng nhiều lợi ích thiết thực như được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu và được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng bên cạnh đó thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng và chế độ tuất khi người tham gia qua đời tiện lợi hơn nữa là người dân cũng được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân mặc dù nhận thức của người dân người lao động về bảo hiểm xã hội tự nguyện được nâng lên khá rõ nhưng do điều kiện khách quan hiện tại số người đăng ký tham gia trên địa bàn thành phố vẫn còn thấp so với yêu cầu thực tế theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố, đầu năm đến nay có khoảng 888 người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 70,31% so với chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang giao. Cần phát triển 416 người để hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, nâng cao nhận thức của người lao động, đơn vị sử dụng lao động trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, thực hiện tốt phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể, nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong nhân dân trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết lịch sử dân tộc ta có nhiều thời kỳ rất dễ dàng. Nhưng trước ngày cách mạng tháng 8 năm 1945, dân tộc ta phải trải qua gần một thế kỷ vô cùng tuổi nhục. Cách mạng tháng 8 có ý nghĩa vô cùng to lớn. Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Nhưng rất tiếc, một số người khi bàn về thắng lợi của cách mạng tháng 8 đã đưa ra cái gọi là khoảng trống quyền lực hay khoảng chân không chính trị. Vì sao lại có nhận định sai lệch như vậy? Trước nhất là do lập trường quan điểm. Họ không thể chấp nhận thất bại quá cay đắng, càng không thể chấp nhận khi đối phương là những người cộng sản thậm chí có người còn xuyên tạc. Cách mạng tháng 8, 1945 ở Việt Nam là sự ăn may của Cộng sản Việt Minh. Việt Minh đã nhanh tay cướp lấy thành quả của đồng minh chống phát xít khi quân đồng minh chưa kịp vào Đông Dương. Với lập trường như vậy, sự thật rất khó được chấp nhận. Lịch sử đã chỉ rõ, để cho cuộc cách mạng thành công, lực lượng lãnh đạo cách mạng phải dự báo đúng tình hình, tình thế, chủ động tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chọn đúng thời cơ là một khoa học và một nghệ thuật. Nếu chọn đúng thời cơ thì động lực sẽ tăng lên gấp bội, một ngày bằng dài chục năm. Ngược lại, nếu tiến hành khi thời cơ chưa chín mùi sẽ gây tổn thất khôn lường. Còn để thời cơ trôi qua thì sẽ mất đi thế chủ động. Thực tế, khi cách mạng tháng 8 diễn ra, trên toàn lãnh thổ Việt Nam không hề tồn tại khoảng trống quyền lực nào. Mặc dù trên đà thất trận, nhưng ở Đông Dương, Nhật đang có khoảng 100.000 quân với vũ khí rất hiện đại. Hơn thế nữa, họ không thể nào buông bỏ tạo khoảng trống cho bất kỳ ai. Bên cạnh đó, chính phủ thân Nhật của Trần Trọng Kim vẫn đang tồn tại. Ngoài ra còn nhiều tổ chức chính trị, đảng phái thâm niên khác cũng nhìn thấy thời cơ ráo riết hành động. Nhà báo Mỹ Lady Botton phát biểu, khi nhân dân Việt Nam nổi dậy giành chính quyền các lực lượng chính trị và quân sự tại đây vẫn còn nguyên và tiếp tục những cố gắng của mình. Hồ Chí Minh đã từng chỉ ra rằng, đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến. Bộ phận ưu tú phải thúc đẩy cho thời cơ mau đến. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930 chỉ rõ mục tiêu đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập. Năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, tháng 9 năm 1940, phát xít Nhật nhảy vào chiếm đóng Đông Dương. Lúc này vẫn đang còn ở nước ngoài, bác đưa ra dự báo, đồng minh sẽ thắng, Nhật Pháp ở Đông Dương không chống thì chạy sẽ bắn nhau, Việt Nam sẽ giành được độc lập. Năm 1941, sau khi về nước, bác cùng với trung ương hoàn chỉnh đường lối giải phóng dân tộc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tổng khởi nghĩa luôn luôn xác định thời cơ không phải tự nó đến một phần lớn do ta sửa soạn nó thúc đẩy nó hội nghị trung ương 8 nhìn thấy thời cơ lớn trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến dạng năm cũng không đòi lại được. Tháng 5 năm 1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa. Tháng 10 năm 1944, Trung ương Đảng ra lời kêu gọi sắm vũ khí, đuổi thù chung. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Đảng liền có chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng, Bắc Hồ chỉ đạo Chúng ta cần tranh thủ từng giây, từng phút, tình hình sẽ chuyển biến nhanh chóng, không thể để lỡ cơ hội. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân đại hội họp và quyết định thành lập Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Nghị quyết đại hội nhấn mạnh, không phải Nhật bại là nước ta tự nhiên được độc lập. Nhiều sự gây go trở ngại sẽ xảy ra. Chúng ta phải khôn khéo và kiên quyết, khôn khéo để tránh những sự không có lợi cho ta, kiên quyết để giành cho được nền hoàn toàn độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước. Giờ quyết định cho dân mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Cả nước nhất tề dùng lên tổng khởi nghĩa nhanh chóng giành thắng lợi. Nhà sử học Pháp là Alain Ruscio khẳng định. Chiến thắng năm 1945 của Việt Nam không chỉ là sự kiện gây bất ngờ mà đó cũng là sự tất yếu mang tính logic trong lịch sử phong trào đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam là dân tộc đầu tiên trong số các dân tộc trên thế giới bị thực dân Pháp đô hộ đã thành công trong cuộc kháng chiến của mình. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 góp phần đưa nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, nước Việt Nam từ máu lửa rũ bùng đứng dậy sáng loa theo đất nước của Nguyễn Đình Thi. Công tác dân vận trên địa bàn tỉnh thường xuyên được đổi mới nội dung phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở sát giới thực tiễn. Qua đó không ngừng phát huy quyền, quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết, củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Những tháng đầu năm 2023, hệ thống dân vận các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy đảng, trong lãnh chỉ đạo sơ tổng kết, triển khai chủ động chính sách của nhà nước, nghị quyết chỉ thị của đảng về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo. Hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều đổi mới, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh và nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên hội viên. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn được phát động, thực hiện theo hướng tập trung cơ sở thực hiện theo hướng tập trung về cơ sở, hình thức phong phú, phù hợp với đặc thù của từng địa phương cơ sở, thu hút cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực tham gia. Tiêu biểu như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội nông dân tỉnh. Xây dựng gia đình năm không sạch mẹ đỡ đầu đồng hành cùng phụ nữ biên cương của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh nghĩa tình dân dận nghĩa tình dân dận giới đồng bào dân tộc của ban dân dân tỉnh ủy cựu chiến binh gương mẫu của hội cựu chiến binh tỉnh một triệu sáng kiến của liên đoàn lao động tỉnh tuổi trẻ an giang xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh chuyển đổi số trong thanh niên của tỉnh đoàn công tác giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng hiệu quả, góp phần phát huy dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia ý kiến, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, đoàn viên hội viên, tạo đồng thuận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với đảng chính quyền. Cùng với việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các đơn vị phát huy vai trò nòng cốt trong chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân đoàn viên hội viên người lao động nghèo thông qua phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu nhận thức rõ ý nghĩa mục đích của việc quy động nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo gia đình chính sách nhân dịp lễ tết làm tốt công tác tuyên truyền góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết chia sẻ sẵn sàng hiến đức đóng góp tiền của công sức xây dựng cầu đường nông thôn cất nhà cho người nghèo, hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trưởng ban dân vận tỉnh ủy Võ Nguyên Nam nhấn mạnh, thời gian tới ban dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên thanh niên, cán bộ công chức nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước phát huy tốt dân chủ đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đoàn giám sát và phản biện xã hội thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở đa dạng hình thức tập hợp quần chúng nâng tỷ lệ thu hút đoàn viên hội viên trên cơ sở tăng về số lượng coi trọng chất lượng Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt tập trung thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ban dân tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh về việc hỗ trợ ba xã nông thôn mới năm 2023 gồm Tân Trung, huyện Phú Tân, Lạc Quế, huyện Tri Tôn, Phú Lộc, thị xã Tân Châu tổng kết rút kinh nghiệm biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào để nhân rộng ra toàn tỉnh. Ngoài ra, tập trung vận động nguồn lực tổ chức chăm lo cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, người lao động, người nghèo, đối tượng chính sách, gia đình người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội, đẩy mạnh triển khai chương trình phối hợp về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, An Giang xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh. Đó là mục tiêu quan trọng mà Hội Nông dân tỉnh An Giang đặt ra trong nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó sẽ tập trung tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân, củng cố tổ chức hội và xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, xây dựng nông dân An Giang, thời kỳ công nghiệp quá, hiện đại quá và hội nhập quốc tế. Chủ tịch Hội nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên thông tin, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bám sát thực tiễn, phù hợp đời sống hội viên nông dân. Bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng đã nâng cao nhận thức trách nhiệm, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý chí dương lên của nông dân An Giang, củng cố niềm tin của nông dân với đảng, nhà nước và chính quyền địa phương. Các cấp hội nông dân trong tỉnh An Giang thông qua sinh hoạt chi hội, tổ hội và câu lạc bộ nông dân, các chương trình dự án, các buổi tọa đàm, hội thảo và phương tiện truyền thông đã tổ chức trên 65.000 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 1,9 triệu lượt cán bộ hội viên nông dân tham gia, vượt 103% so với chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao trong nhiệm kỳ. Từ đó sự gắn kết giữa nông dân với tổ chức hội ngày càng chặt chẽ, hội viên nông dân ngày càng tin tưởng vào tổ chức đại diện cho giai cấp của mình. Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh An Giang đã ban hành chương trình hành động số 03 về thực hiện 3 nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam khóa 7 về xây dựng tổ chức Hội nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh. Trên cơ sở đó, các cấp hội đã cụ thể hóa bằng nhiều nội dung, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, giúp cho chất lượng hoạt động của cơ sở hội ngày càng được nâng lên. Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội trong tỉnh đã kết nạp được 49.013 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 102.831 người. Bên cạnh công tác tuyên truyền, chúng tôi còn tạo điều kiện cho hội viên nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, thực hiện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từ đó khơi dậy tinh thần cần cù sáng tạo của nông dân An Giang nhiều sáng kiến giải pháp thiết thực đã được chính những kỹ sư chân đất sáng chế ra và phù hợp với thực tiễn sản xuất. Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp với cấp ủy đảng chính quyền địa phương tổ chức nhiều cuộc đối thoại với nông dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời đề xuất đến đảng, nhà nước và các ngành các cấp liên quan, ông Nguyễn Văn Nhiên cho hay. Từ kết quả đạt được, Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh yêu cầu các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu xây dựng tổ chức Hội nông dân và giai cấp nông dân vững mạnh trong nhiệm kỳ 2023-2028. Tại huyện Châu Phú, Hội nông dân quyện đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới, trong đó phấn đấu tuyên truyền cho trên 95% hội viên nông dân về nghị quyết chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chương trình nghị quyết của tổ chức hội tập quấn đào tạo kỹ năng cho 100% cán bộ hội từ quyện đến cơ sở, phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách các cấp được đào tạo bồi dưỡng về công tác hội hàng năm. Chủ tịch Hội nông dân huyện Châu Phú, Quỳnh Ngọc Dị thông tin Thực hiện theo chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ hội viên nông dân trong thời kỳ đổi mới. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, các cấp hội trong quyện thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân. Đặc biệt, nông dân trong quyện được đào tạo có trình độ sản xuất đáp ứng được nhu cầu hội nhập chủ động trong tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đóng vai trò làm chủ trong công tác xây dựng nông thôn mới. Hội nông dân tỉnh cũng phấn đấu xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội các cấp có phẩm chất chính trị đạo đức, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy tinh thần khởi nghiệp của nông dân, nhất là lực lượng doanh nhân nông thôn, hợp tác sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh sản phẩm, xây dựng nông thôn mới chúng tôi sẽ đa dạng quá hình thức tuyên truyền để thu hút nông dân tham gia vào tổ chức hội đồng thời tập trung rà soát củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội các cấp chú trọng phát triển hội viên đảm bảo về số lượng nâng cao chất lượng đổi mới nội dung sinh hoạt đưa hoạt động hội vào nền nếp đặc biệt sẽ nâng cao nhận thức về tri thức quá nông dân nông dân chuyên nghiệp nông dân văn minh trong hệ thống hội nhằm nâng cao vai trò vị trí của người nông dân An Giang khi tham gia thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.